Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hai nhỏ, hoàng đế bé con. Lúc nhỏ hòa thượng ít nói, nhưng đầy lòng nghĩa hiệp, vì ngài ưa thích can dự vào những việc bất bình, nên cha mẹ ngài thường lo âu. Đến 11-12 tuổi, ngài bỗng nhiên giác ngộ và sửa đổi làm người mới. Hòa thượng kể: "Tôi vẫn luôn muốn nói với đại chúng thêm một chút nữa, tức nói cho các vị biết rằng lúc xưa tôi là một đứa bé không giữ kỷ luật, là không biết hiếu thảo. Nếu không nói ra thì trong tâm tôi cảm thấy như còn chuyện vướng bận chưa làm xong. Còn nói ra đây tức phải nói từ đầu. Vậy trước hết tôi xin nói về một bộ kinh của chính mình. Từ 2 đến 5 tuổi, hòa thượng kể, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo túng. Cả nhà có một thửa ruộng, nhưng chỉ đủ nuôi sống gia đình trong một năm. Tôi không thể nào đi học sớm, bởi vì cả nhà phải đi làm mướn mới có cơm ăn. Đây cũng giống như là đi ăn xin vậy. Cho nên lúc nhỏ tôi gọi mình là khất sĩ, tức ăn xin. Cha tôi là người thích uống rượu. Hễ có tiền là ông đi mua nửa cân rượu, bận đi và về cũng xa khoảng 5 dặm đường. Ông tự đi mua về rồi tự mình uống. Ông chia nửa cân rượu ra uống làm hai lần, uống xong là ông đi ngủ. Cha tôi có 5 anh em trai, còn có bao nhiêu chị em gái thì tôi không biết. Còn đời tôi thì ông có 5 con trai, 3 gái và tôi là út. Vì là út được cha mẹ nuông chiều nên tôi quen theo cái thói kỳ quái. Tối ngày tôi chỉ ngồi chơi ra đó, cả ngày không nói chuyện cũng được. Lúc nhỏ tôi không nói năng tùy tiện, tôi không nói lời không thật, còn nói dối thì chắc hẳn không được rồi. Lúc nhỏ tôi thường chơi đùa với chúng bạn. Có một hôm bị đứa nhỏ cắn gót chân, mà tôi cũng không biết đau chỗ nào. Rồi tôi chỉ biết khóc ré lên, chứ cũng không biết đánh lại đối phương. Lúc đó tôi cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết khóc thôi. Một khi khóc là khóc suốt cả một ngày một đêm, hai ngày hai đêm, ba ngày ba đêm, cứ vậy mà khóc nức nở. Hễ ai đụng đến là tôi khóc, khóc như muốn chết, và cũng không chịu ăn uống gì. Lúc đó trong tâm tôi nghĩ gì? Tôi biết cha mẹ rất thương yêu tôi. Nếu tôi không chịu ăn uống mà cứ khóc bỏ mạng như vậy thì cha mẹ sẽ không chịu nổi, rồi cũng chịu thua tôi thôi. Tôi hư thần đến thế đấy. Từ 7 đến 10 tuổi, lúc nhỏ tôi rất muốn làm bá chủ, như muốn làm cha thiên hạ vậy. 7-8 tuổi mà đã muốn làm vua con nít, thích được người ta cung kính. Cung kính như thế nào? Tôi thích làm hoàng đế, nên đắp một gò đất cao, rồi tự mình ngồi trên đó, gọi là đăng cơ tọa điện, lên ngôi vua. Tất cả bọn con nít, thí dụ như có khoảng 30 đứa, hoặc 50 hay 100 đứa, chúng đều phải nghe lời chỉ huy của tôi, đều phải sụp lại tôi và xưng hô vạn tuế. Khi chơi đùa với tụi nhỏ, tôi thích quản thúc chúng nó, bắt chúng nó phải nghe theo lời của tôi. Đứa nào không chịu nghe lời thì bị tôi đánh. Tôi là người như thế đó. Đâu ai ngờ rằng sau này tôi lại tin Phật. Trong suốt cuộc đời, bất cứ chuyện gì cũng vậy, tôi thà bị đánh chết chứ không chịu luồn cuối. Không những thế, tôi còn thích ra tay nghĩa hiệp. Bất luận là con nít ở đầu thôn hay cuối xóm, hay mà thấy chỗ nào có việc không công bình với chúng, dù bị mất mạng tôi cũng phải đứng ra can thiệp cho công bình. Tôi thường hay đánh lộn với người lớn hơn tôi. Như tôi 10 tuổi mà dám đánh với người 20 tuổi. Đó chỉ vì tôi muốn có sự công bằng. Có người không thích thì tìm tôi để thanh toán. Lúc ấy tuy tôi còn nhỏ, nhưng khi đánh lộn tôi dũng mãnh vô cùng. Đánh đấm đến đổi u đầu chảy máu, thân thể có bị thương tôi cũng không cần biết. Tôi nhất định đánh
cho đến khi nào đối phương chịu khuất phục mới thôi. Không ai đánh lại tôi. Vì sao? Vì tôi không sợ chết. Dù đánh tôi chết, tôi cũng không sợ. Đầu ngón tay này tôi bị người ta cắt trong lúc đánh lộn đấy. Khi ấy tôi 12 tuổi, đối phương 18 tuổi. Tôi lấy tay giữ con dao của hắn nên gân đầu ngón tay bị cắt đứt. Tuy vậy tôi cũng không ngán, cuối cùng đánh bại hắn ta. Tôi là một người can cường ương ngạnh như vậy. Đối với cha mẹ thì là đứa con rất ngỗ nghịch, đã không nghe lời mà thường hay mang họa vào nhà, khiến cha mẹ tôi bị nhiều điều phiền toái.